Oh, xin chào bạn, chào mừng quay trở lại Thi cùng chơi Warcraft 3 Reforged. Ok, mình chơi tiếp lần trước này. Chúng ta lại chơi cái chapter 7 để gặp cái lão Oracle này. Đi lòng vòng mãi một hồi mới vào được trong hàng. Trên thực tế là cái bọn Human này nó cũng tìm gặp cái Oracle này. Và cái hội hội Human này là thủ lĩnh cái hội này là cái cô Jaina này. Bởi vì đợt trước là cũng được cái ông Prophet của ông ấy bảo là qua chỗ lục địa Kalimdo. The path cuts off in different directions. Either of those caverns could stretch for miles. Perhaps we should split up. Very well. Be careful, young one. There's no telling what ancient creatures lie within the mountain's depths. I will, Cairn. Good luck. Six the Oracle. Đây là chúng ta sẽ chia thành hai hai hướng. Từ từ mình sẽ gọi là tanh hết đàn. Để bọn AI này khôn nhỉ? Bây giờ AI khôn dã man luôn. À, bỏ đi. Cái bọn này là bây giờ nó sẽ cái thằng này nó sẽ cái trưởng là búp to của quân nào. Thì cái này nó gọi là Bloodlust à. Là cái lực đánh của nó tăng 40%, di chuyển 25%. You seek me help? Yes. What you be craving? Là bọn Ascended này. Burning Archer ấy. Về mình nói chung là mình cho sói mình đi tăng hết đam. Rồi chúng ta sẽ vào sau à. Bọn này cảm thấy nó không được mạnh lắm. Mẹ nó tập trung nó bắn cái con này của mình đau đấy nhỉ. Và đấy. Mà bọn này khỏe phết này, đùa này. Bây giờ warchip của mình là có 1000 mana. Mana rất là dày. Được ạ. Úi giời. War chip. Yes, war chip. Let's get on with it. Get on, Luka. Master, how can I help? I am the war chief. Let's get on with it. Lobriga, Luka. Gọi thêm sói đấy. Yes. Mẹ thằng Thor bây giờ đánh kinh nhỉ. Máu 900 mà mana 1000. Tầm đấy cứ hai con sói mà phệt thì chết khối thằng. Mantle of Intelligence. Chả quan trọng. Mình tưởng cái gì hot. Cuối cùng thực ra nó chả gì hot. Thế là cái đoạn này là chỉ cần thằng Thor này. Một mình Thor này đi đây. Bọn này là heretic kìa. Kinh chảy ở cái bọn này trong này làm cái gì. Và trong này có Oracle mà để cái bọn tà giáo nó đốt xương người này. Rất là khó hiểu. Ở đây này. Fallen One. Đẹp. Mẹ sói mạnh nhỉ, sói đã 400 máu một con. À kinh quá nhỉ. Mà Rip. Chê đè. Score of Healing. Mana Potion of Greek Mana. Mày chơi ra. Từ từ. Lùi 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 lùi. Let's get on with it. For the whore. Let's get on with it. No problem.
Yes, Lord Chief. Fog of Fire. The spirits are restless. Yes. Cái này là nó làm lại rồi chứ hồi xưa là hình như không có mấy con này ra. Fire Fire Revenant này. Vậy là phát lửa kinh ấy. For honor, direct me. The spirits. Tóe lửa kinh. Idabu. Yes. Not enough mana. Hoặc chả cần để anh mình anh Zolo này. Đây là Pedal Energy này. Pedal Mana này. Yes. Hồi máu này. Box of Fire. Muốn lấy cái này quá nhỉ. Let's get on with it. Hết mẹ slot này. Ngọc lửa. Yes. For honor. T. The spirits are restless. Fallen One này kinh này. Dabu. Let's get on. Này nâng cấp lên. Yes. I am the war chief. À không nâng cấp được. Bởi vì là bây giờ là mình chỉ cần mình nâng cấp cái ấy thôi. Cái mà soi đường ấy. Yes, war chief. Mọi đường tí mà hồi ác vết này. The spirits are restless. Dabu. Yes. For honor. Ui. Vẽ cái thằng này này. Dead Revenant. Này nó như kiểu là nó cầm cái lưỡi hái rất là máu nhá. Nhìn trông rất là tở. À, không xa lắm, chúng ta sẽ luộc thằng này thôi. Úi dồi. Chết. Tuổi để mà động đến anh. Hình như chỗ này là có thằng Six, yeah, Skeleton King đấy này. Nhưng mà đây là nó đổi là Skeleton Lord. Hồi xưa là Skeleton King giống kiểu là cái trong Diablo ấy. Và đây là nó đổi là Diablo, à gì à, Skeleton Lord. Lãnh chúa xương. Đánh bố mà đi. Đánh bố đi. Mà nó vẫn định phệt mình á. Này nó không hồi sinh lại. Lãnh chúa xương. Chỗ này không mở được. Này phá cửa này ta. None will survive. Dabu. Ừ. Chạy 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 đây. Để tao anh, để anh solo bọn này. Salamander. Ui bọn em ném tan mình. Ui mana burn đấy nhá. Được đó. Hấp diệp. Blood Key. Yes. Này lại sẽ mở cái cửa này này. Ơ à, cái chỗ này là nó ấy đấy. Let's get on with it. Đây là có quân mình như thế nào. Đây này. Captive Op này. Bây giờ cứu bọn này kiểu gì. Bây giờ đây thôi. The door to the treasury is locked. Yes. Dabu. Này là kho báu đấy. Yes. Crown King. Ơ chỉ thế này thôi. Circle of Healing. Bây giờ đây tao hồi máu hết. For honor, how can I help? Direct me. Circle of Mana. Circle of Healing. Dabu. Là cái này nó sẽ có được cái mũ này. Crown King này. Cộng tất cả mọi chỉ số 5. Không kinh nào.
Nhưng mà giờ cái anh Thor này là rất là mạnh rồi. Mana hơn 1000. Chứ mà có thể solo rất là nhiều thằng. I am the war chief. Yes. I am Ajun, ancient princess of the moon children. None may pass until my heart is returned to me. The statue's magic has created an impassable barrier. I wonder what it means by its heart. Chỗ này nó sẽ chuyển sang cái bên này. Ôi. Chỗ này là chỗ mới này. Chết làm gì có cái nạn này. Tuổi. Úi giời. Úi. Cắt tiền. Fire the Heart of Azu. Yes. Cái đoạn này là mới luôn này. Hồi xưa làm gì có cái chỗ này. Cave Monster. Kobo Time Master sẽ có con này nhỉ. Ui, cắt tiền. À, bọn chuột à. Thế là có team của chúng ta đấy. Giải phóng thêm. Đoạn hình như là mình nhớ là... Ui ôi, mẹ ơi, có con này. Ancient Dead. Ui, ném lửa. Chạy. Đùa đã. Giết đã. Đó là mạnh phết này. Lại Sobi Mart. Ôi, nhiều đồ thế. Được, hồi cái này đi, cầm lại. Hồi mana rõ nhanh luôn. Suko mana này. Cô healing mẹ nhiều thế. Kể nó cho mình trong trường hợp là mình chết ấy. Mình chết mấy con hồi máu ấy. Kiều. He's fairly bright for an orc. Defend yourself. Defend yourself. Chết rồi, từ. Đùa nó lùa chết mẹ thằng ấy của mình. Đó. Chết cái thằng ấy của mình là thằng cưỡi sói của mình. Chơi ta, cắn ạ. Human Expedition. Let's get on with it. Yes. How can I help? Bây giờ anh quá mạnh luôn. Đùa cái kiểu gì thế này. Those harpies have nearly killed that wretched creature. It looks as if they're after its treasure. Kill them all, and we'll take what's left for ourselves. Red dragon. Làm nghĩa ra mình biết. Hey monster. Ui rồi. Ui, cái con rồng này. Rồng đỏ. Ui. Tìm chết mẹ hết luôn này. Ô, bây giờ tự nhiên bọn cái mẹ tự nhiên cái bọn happy này bây giờ nó giết mình. À nhỉ. Mẹ lãng xẹt thế, tự nhiên cái bọn happy. Thôi được rồi, để cho hai bọn giết nhau này. Mình vào. Thế là vớ vẩn tự nhiên chết. Đã chơi lại cái đoạn này. Chỗ bà bố đó nhé. That's strange. Diệt mẹ kìa. I don't recall seeing any. Ủa kìa, tanh vãi nhái luôn. He's fairly bright for an orc. It's a trap. Defend yourselves.
Yes. I am the warrior. Con sói mình đâu rồi? Yes. Chạy ra đây. How can I help? Yes, Lord Shanogal. For honor. Sói mới đâu nhỉ? Mày giật tao. None will survive. I am the war chief. Yes. Cho rồng thế chết mẹ đi. Let's get on with it. For honor. Điều này thôi mà. Dabu. Dungeon gate. Yes. The spirits are resting. For doom hammer. For honor. À đây, tù nhân. Mẹ nó vớ ở đâu được mấy bọn đó nhỉ? Rất là hay. Chief. School of Resurrection đó, ngon quá nhỉ. Thú. Cái này hồi sinh này, cái này rất là mạnh rồi này. Nó gọi là Bring Sick of Your Near Dead Unit, Nearby Dead Unit Back to Earth. Nên là hồi sinh lại của team mình chết. Cái này rất là mạnh rồi. Kiểu là cái trưởng ulti của con ấy đấy. Those harpies have nearly killed that wretched creature. Con rồng này đánh kinh quá. Rồng đánh 72. Rồng level 10. Và để cho bọn đánh nhau này. Rồng của nó khỏe dã man luôn. Lokrigar. Hết rồi, Azu. Was protecting a magical amulet. I'd better hold on to this. Ui, mày khỏe thế? Mày luộc ấy. Yes. Right away. Này này, cái hớt ở Azure để kích hoạt cái cửa này ra. I am the war chief. Bây giờ còn chả có cái chỗ nào để bỏ ra. Bỏ vẻ Sobibat này nhỉ? Circle of Nobility. Yes. Chỗ này là chỗ nào này? Mình không nhớ là cái bản cũ là nó có cái này không nhỉ? Phải để bay lại cái chỗ này. Tiện phết nhỉ? Hình như là có đấy. Ok, chúng ta sẽ đi ra đây này. Nó tại cầu ra. Đưa chị. Chị sẽ mở cửa. Cho đi lên cầu này. Đúng là cái bản cũ là nó vẫn có cái này. Apparently this is some kind of spectral bridge. But the enchanted gemstone that powers it is missing. With any luck, Cairn will find it for us. Okay. Có nghĩa là cái bản cũ là nó vẫn mở được cái đường này, còn để là tạo cái cầu này là vẫn phải quay lại cái anh Kane này này. Let's get the hell out of here. Let's get the hell out. Chết úi giời. Xiên này. Đấm nó. Úi giời, đấm. Thằng ra đây đấm chết rồi. Cho thằng này đi trước đi. I've had it with skulking in these caves. Úi giời, đấm. Úi giời, đấm. Lên. Giết gái. Potion of Mana, School of Beat. Lê. Ôi. Chuột. Kobo Than Master. Cho nó một phát. Úi giời, ghét. Precisely. Đập chuột. Lokrigar Nogal. Dabu. Earth Mother is near. Tăng né tránh á, tăng 15% né tránh đấy. Ishnupura. Talisman of Evasion. Gladly.
Chỗ này là có cái gì không? À đây đây, mình nhớ rồi. Cái chỗ này là có cái Hungry Lizard này. Là mình sẽ cứ cho nó ăn này. À đâu, cứ để cho nó ăn rồi nó sẽ mở đường cho mình. Ok. Gladly. Rồi tí nữa mình sẽ quay lại đây này. Rồi cứ cho nó ăn đi, nó sẽ ăn hết mấy cái cây nấm đấy. The spiked pit is filled with quillwars. Mẹ mày lắm, nhím đấy. As if they're protecting some kind of gemstone. Ancient of ui, cái gì đấy? Ancient gemstone. Mày chúng ta kích hoạt cái này. Kích hoạt bẫy giết hết bọn này. Úi giời. Mẹ thành thịt băm hết cả lũ. Gruesome death. Gruesome death. Thế thì ông còn bấm nó làm gì? Không bấm được này à? Precisely. A target invulnerable. The spirits are restless. I am the watcher. Anh này vẫn loanh quanh trên này. Hay là mình phải quay lại nhỉ? They are shushed men. The spirits are restless. They are shushed. Ui, đập một phát. À, cái cửa này sẽ mở ở kia đúng không? Cái máu 1004 ấy. Trâu vãi cái nhà, đúng là trâu luôn. At hand game stone. Để mình bút cho. The storm is coming. In mid ammo heaven. They are shushamen. The gemstone has an inscription on its base. Ah. This is the spirit stone of Stone Talon Chasm. If the legends are true, then this will activate the spirit bridge that leads to the oracle. Ném choáng mày, ném choáng tao. Cái này có chiêu giải phép này. Cái con chuột này là hồi xưa là nó giống kiểu cái con Meepo ấy. Nó là hình mẫu con Meepo này. Bây giờ làm lại đúng là giống kiểu chuột. Đấm. Úi xa. Claw attack. Ôi ngó quá nhỉ. Nhiều đồ quá. Bây giờ là score beat này. Bố mẹ này rồi. Từ từ để mình qua đây, chỗ này là mình xem có thể ăn hết chưa. Đâu, con này nó lại qua đi. Đệ mình đi coi. Nhưng mà nó sẽ có đồ rất là ngon khi mà nó ăn hết ở trong này rồi. Ăn nhiều phết này. Chả được rồi đấy. Ui, nó ăn này. Rồi rồi. Nó ăn xuyên ở cái chỗ này. Lion Hops of Stowin. Này là có con gì? Không có gì à? Ơ, con kia nó ăn nó chạy đâu mất rồi nhỉ? Storm is coming. Ishnupura. Hungry Linza. Cái này nó sẽ tăng 1 ammo cho tất cả mọi team. Aura này. Gladly. Nó giống như kiểu cái level 1 của thằng Paladin này. Ishnupura. Thực ra nghĩ cũng không được mạnh lắm nhỉ, tăng cộng có mỗi một ammo. Take heart, young one. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp, đi trên này ra nhỉ. À, đi bên này, đi bên này. Come on. Mua giày chạy nhanh. Chúng là cái đất đai này làm rất là rõ nhỉ. Ui, cây monster. Nhìn bọn trông rất là kinh, Salamander Lord này. Con này là cái bản mới này, nó mới có, bản cũ làm gì có con này. Ui nó mẹ nó nhai luôn con ấy của mình. Con này nó người là bốc lửa đấy. Chết bạn. Nhai bố mày. Sở chiang cộng 10, cộng 6 sở chiang. Bây giờ nhiều đồ quá, không biết là cộng cái gì mà. Mình nghĩ là mình có thể vứt như này này. Ăn này này, cộng 6 sở chiang.
Full item cộng 10%, di chuyển nhanh hơn. Con này cũng có cái aura búp rất là mạnh. Golem này. À, nó gọi là golem. Thôi được rồi, để anh Zolo. Con golem phần này đẹp nhỉ. Con này hồi xưa là... Ui uầy. Gì đây? Quát té mày. Con này chống phép luôn này. Thôi được rồi, để anh tanh hết cho. Các chú cứ dây lùi lùi lại đi. Zolo. Úi sợ. Goki. Yuan. Goki này là mở ở đâu nhỉ? À, mở cái cửa này. Inventory is full. Inventory is full. Mẹ mày, nhiều đồ quá. Mở cửa ra nhặt đồ ấy. Claw Attack 12, Bell Strength. Gặp mặt nha. Precisely. Ah, the Spirit's Bridge. Just as the legends described it. Now, young war chief, the path to the Oracle is revealed. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi một team này. Team này team số 1. Team này team... Orcs. I knew that we were being followed. Defend yourselves. Stop! There will be no violence in this place. That voice. You're no oracle. You're a prophet. You're the prophet. Very perceptive, son of Durotan. I am the prophet. And now that I've lured you all here, I will tell you what destiny holds. What the hell is going on here? What the hell is going on? This is Jaina Proudmoore, leader of the survivors of Lordaeron. The Lordaeron. Survivors? What are you talking about? The invasion of the Burning Legion has begun. Lordaeron has already fallen, and now the demons come to invade Kalimdor. Only together, united against the Shadow, will you be able to save this world from the flame. Unite with them? Are you mad? Have you heard nothing that I've said? The Legion comes to undo history and end all life. Thrall, your friend Hellscream has already fallen under the demon's influence. Soon he and your whole race will be lost forever. Forever. No. I'll die before I let that happen. Then you must rescue him immediately. He is the key to the destiny I promised you. However, you will need help. Wait, this is insane. You can't possibly expect me to... Destiny is at hand, young sorceress. The time to choose has come. For the fate of all who live, humanity must join forces with the Horde. Chung là ông ấy dụ bọn em đến đây để gặp nhau, để tạo được cái liên quân giữa những con người, nói chung là toàn bộ những người các tộc ấy, human này, orc này, sau có là về sau có cả Night Elf ấy, để đoàn kết lại để đấu lại cái bọn Burning Legion ấy. Là rất là nguy hiểm. Đây là cái chapter mấy nhá? Đây là chapter 6 á. À đó, vừa rồi là chapter 7 chứ. Ok, mình lại quay lại sau mình chơi chapter 8. Và chapter 7 đấy là cái chapter 8 này, cái chapter cuối cùng của cái campaign Orc ấy. Nhưng mà rất là hay. Nó sẽ gói gọn được cái cốt truyện là ba cái đạo quân này sẽ chống lại, sẽ cùng nhau, à đó, mấy cái đạo quân này sẽ cùng nhau chống lại cái bọn Burning Legion ấy. Là đến thời điểm này là như vậy. Ok, mình sẽ quay lại các bạn sau để mình chơi. Nếu các bạn đã chưa đăng ký thì hãy đăng ký và like video để support cái channel mình. Và bên cạnh game này mình chơi rất nhiều game khác trên Switch và trên PC. Hy vọng các bạn sẽ xem qua channel mình.
Ok, thế mình sẽ quay lại sớm để mình chơi cái bản chapter 8 đấy. Ok, mình xin cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở cái tập khác. Tập chapter 8 này của cái chapter cuối cùng của cái tộc Orc, và sau đây chúng ta sẽ chơi đi qua cái đảo Night Elf. Và sau đây nữa là chúng ta sẽ chạy chơi tiếp. Nói chung là còn rất là nhiều tập nên hy vọng các bạn thì đón xem các cái video tiếp theo của mình. Ok, mình xin chào tạm biệt các bạn.